Ok, hello anh em. Lâu rồi không stream game nào thì nay cho em thử con nha. Con này mới đang miễn phí cho anh em Victor. Anh em có thể tải về chơi thoải mái, không tốn tiền. Con game này cũng khá kén người chơi đó. Nó là giả lập làm IT. Nói chung là cũng chỉ là dân gắp máy thôi. Cấu hình thì cũng nhẹ lắm, nó thuộc dạng game mà mô phỏng mà. Rồi. Cái này em tải về bản là trên Epic miễn phí thì nó chỉ có một map thôi không? Nên mình bắt đầu với map này đi. Con này cũng mới chơi tối qua thôi. Mới tìm hiểu chút chút, cũng vài chục phút, không có nhiều. Game gì vậy? Game gì mới nói xong đó, hãy thử game đây. Đây. Đây, giao diện của phòng đây. Để giảm nhỏ nhạt nữa. Đây, này là cái phòng của mình. Có cái bàn làm việc nữa. Này gì đây? Này kho đồ. À, có level nữa kìa, level 3 mình có bui được cái bàn thứ hai, level 8 được cái bàn thứ ba. Đây là cái bàn làm việc, đặt máy tính vào đây. Này chắc cái để test máy thôi. Đây dàn máy của mình. Level 5 mới xài được tai nghe. Cũng khó khăn với nhau quý vị. Cái này là thời gian biểu. Ngày 10 là trả nợ, ngày 25 trả nợ tiếp 500 đô. Cuộc đời ràng buộc quá thôi. Chưa bắt đầu game nó là thấy nợ rồi. Đây nó kêu chết mẹ ông dưới nè. Chào mừng đến với PC Shop. Đây những điều cần biết. Mời bỏ qua đi. Quét gì good. Là bao này là như là cái mức tiền mình đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ á. Còn cái budget này là chi phí đầu tư. Hiện tại thì có cái yêu cầu bắt mình gì quyết định nó xài BKV ha. Ngày gửi đám mày gì đó. Là đi lại máy tính đây. Trục phải để cầm cái máy lên. À, đặt vô đây. PC có thể truy cập vào hệ điều hành. Cái gì level 5 thì để làm cái gì? À, bấm vô cái máy. Phần việc này là cần quét keyboard. Nhấn 3 để mở cáp. Màn hình và gắn mấy cái thiết bị này vô máy tính. Màn hình phím chuột nguồn. Nhấn số 3. Đây. Lắp vô. Đây kiến thức cơ bản này chắc anh em muốn biết gì. Phím chuột nguồn đơn giản. Rồi bây giờ là chèn cái USB vô. Để bắt đầu quét keyboard máy tính. Nhìn game có vẻ khó hả? Mới vô game 5 phút mà. Chơi game 5 phút còn đang giai đoạn hướng dẫn mà anh em than khó rồi. Mà chắc cũng khó thiệt. Thôi than trước cho nó chắc. Ừ. Bây giờ là nhấn 1 để vô phần cài đặt. Nhấn cái USB lên. À, USB đây. Lắp nó vô. Vậy là lắp được chưa? Số 4 là cái gì? À, ống dẫn nước hả? Tản khí hả? Tản nước. USB vô làm gì nữa? Đây hả? À, lắp rồi. Bây giờ nó nút B để mở nguồn. Đây. Máy dậy rồi anh em ơi. Quạt quay là có khả năng cao đó. À, thêm bớt phần mềm đây. Vì virus xài cài VKB cho nó à. Đây, backup đây. 55 đô. Chưa gì mắc nợ đâu game mày. Mà vì virus không ăn lên 100 đô thì cũng mau làm giàu thì chết máy. Rồi ok chưa? Phải chạy cái trình duyệt virus cho nó hả? Có boss luôn luôn nha. Omega xếp thầm. Đây cài rồi đây. Bắt đầu quét.
siêu ổ cứng hay gì, một giây quét được 350 mấy file rồi. Rồi nhấn chuột phải để nhấc cái máy đi ra khu vận chuyển. Xong đó hả? Này, nhấn chuột phải. Có thể thu nhập. Xong rồi báo cáo là nhận tiền qua email. Đây, tiếp tục. Đây. Phần mới và phần cũ à, cái này là cộng vô cộng ra tổng cộng được 100 đô, 85 đô rồi. Quế gì quýt mà kiểu này thì mau giàu quá ta ơi. Coi chừng nó lừa hả? Lừa gì? Mình quế gì quýt mà. Rồi xong rồi. Còn gì làm nữa không? Vòng nhỏ bé đường sâu hả? Cái gì trong không gác đây? Ngủ xích ta. Chỉnh phát nhạc luôn đó hả? Nhạc này cho mấy nghiện máy tính hay gì rồi. Maxim gì đây, tải nhiệt thì nó đây. Mèo. Mèo này thì hồi nãy thằng đó bắt mình quế gì quế thôi. Rồi phá rồi. Gì 3080 cái gì à, xong việc rồi phải không? Này thư mời chào thôi. Vô thử shop rồi có gì đây. Chọn được hình nền luôn đó. Mấy hình nền này mang tính hoài niệm dữ lắm nha. Này phải mình không? Này đi, cho nó ma mị. Mấy hình nền này giống hình nền game cái gì. Rồi. Có Steam Workshop luôn kìa. Shop. Đầy đủ ha. CPU nè, tản nhiệt nè, main nè, RAM, card, ổ cứng, nguồn, cáp, cây, fan, phần mềm. Game này phải đầu tư rồi. Cái này là bảng xếp hạng phần cứng nữa, CPU màn hình nữa. Tắt máy, tắt đèn, hai công tắc là một á. Đi ngủ đi, ngày mai làm tiếp. Rồi ok. Tắt ngày á. Còn sang ngày 2 nữa. Không có gì mới hết. Mở máy nhấn B nút nguồn. Game này vài tháng nữa mới mở hết tất cả. Có mèo mới nè. Ba mèo luôn. Diệt di gút và dọn bụi. Đồng ý. Cái máy đó của khách hàng sẽ được chuyển đến trong vài ngày nữa. Vậy là bây giờ mình nhận xong chưa có máy. Thì bữa nay vô ngồi chơi về hả? Nó đèn lên đây. Tắt đèn đi cho giống đúng dân hay tôi. À, càng vào hình thằng này bị hư. Có thể gửi nó vào ngày mai. 970 giá 200 đô. Thằng này nó lừa đó anh. Thằng này nó lừa hả? Lừa cái gì? À. Mình phải bỏ ra 265 đô để nhận về 260 đô. Phải thay thế cái cạc khác và cài một cái cạc mạnh hơn 970 cho nó. Nếu mình thu cái cạc hư của nó thì mình có bán được không? Nếu bán được mình sẽ có lời, còn cái kèo này thấy lỗ 5 đô đó. Hay là nhận luôn hả? Khoan để tí lên coi cái cạc mạnh hơn 970. Quế gì good.
Cảm ơn bạn đã quét máy đã chạy thành công, tự động thành công. Nói chung lời cảm ơn thôi. Này thư cũ rồi. Này cần một cái backup dữ liệu lại. Cài đặt cái ổ 500 GB hoặc hơn. 500 GB, ok. Còn trường hợp này sao ta? Tìm trên đơn đơn vị di chuyển hả? Để lên coi cái giá cạc á. Giá này ảo lắm. Gà ở đây. Khoan khoan. 970 trở lên. 960 đây. Đây 970 đây. 970 là 265 đô rồi. Mua thử không? Rồi, đợi tí. Nhanh lên đi cha, từ từ với anh em. Thêm giờ giỏ thì giỏ hàng đây hả? Thời gian vận chuyển nè. Phải trả tiền để vận chuyển nhanh hơn. Chơi giá vậy? Trong cùng một ngày 100 đô. Cá cổ à? Shopee nó bây giờ nó ra nó hổ máng gì nữa. 3 đến 5 ngày thì 10 đô. Kiểu này khó à? Thôi, cho qua đi. Đây, hết việc rồi. Làm công ăn lương hay là tự chủ doanh nghiệp người xuống rồi à, đây nó thêm vô cái lịch của mình luôn rồi. Ngủ tiếp à, thì hết việc thì về ngủ thôi. Tắt đèn hả? Rồi sang ngày mới đơn đây gọi. Phải không? Trời ơi, cái máy nó bụi kìa. Ôi ôi. À, cắm dây. Vào cài đặt. Lấy cái bình xịt khí trong bộ công cụ. Thổi nữa. Cài đặt. Bình xịt khí à đây, giữa luôn mà. Còn mấy món nữa đó. Cái này kêu tản nhiệt. Này USB khởi nghiệp đơn sơ quá không mà làm gì nữa xịt đó ở à đây sao vẫn dơ vậy. Ôi rồi mở cáp ra trước khi dọn dẹp. Mở ra. À dẫn máy off nữa. Dùng nước rửa chén rửa cho nhanh anh ơi. Rửa kiểu đó thì đờ nốm luôn anh em ơi. Mình có thể dùng nước tinh khiết mình rửa được á. Tại nước tinh khiết không dẫn điện. Có thể boss dọn gì good. Vậy lắp cáp vô trước đi. Dọn như quốc như thì như nãy thôi. BKAV muôn năm. Nãy lên. Bụi. Tao lấy nhanh nhạy lên. Thấy sạch sẽ hơn gì đâu. Đi sạch hơn nè. Đúng không? Ở à, đây nữa. Rồi ok sao này thì dưới tao tán nhập cũ à cái lắp UB nó quên nhé. Đây good.
Máy nào cũng chạy tốc độ như nhau nên thôi. 1 giờ chiều đó hả? Mới mở mắt ra dọn cái máy xong 1 giờ rồi. Gần khớp giờ ở ngoài luôn nè anh em. Rồi, ok. Dạ. Tắt nguồn. Income get card là gì? Rồi lấy máy giao cho khách. Chết mèo hả? Lấy con này. Này là hai ổ cứng chưa lắp cáp lại. Ủa sao chưa lắp cáp lại hả? Không nhận được tiền luôn à? Rồi đêm này ra làm gì gắt cổng nhau vậy? Ăn cắp linh kiện à? Phải à, nãy mình tháo cái nóc bây giờ lắp vô hả? Mình tháo cái nóc mà nằm trong phần nào ta? Cuối cùng ở này à, đây đồ cũng nhiều thông số nữa, đâu phải hạng bèo đâu. Cái dách nè, cái này là cái gì? PCI bộ chuyển hả? Nãy mình có lấy này không ta? Không thể đóng vừa cái bộ chuyển này vô đây thì nãy là cái này nhãn ốc rồi nữa. Cây này cũng xịn nha, bốn con ốc ở bên đây là thấy cũng ngon đó. Cây bình thường của anh em là có hai con trên dưới hoặc là bốn con ở bốn góc nè. Lắp cái nóc ở trên này phải không? Rồi đây nó mới bắt đầu bắt đem ra vận chuyển nè. Đây còn em rồi, không ăn bớt linh kiện nha, đừng nói vậy. Chơi game mà anh em cũng suy nghĩ bậy bạ lắm. Con này thì có thể bót vào hết, cài có ổ đĩa 500 GB hoặc tốt hơn. Ổ đĩa đâu ra à? Vậy là mình phải check cái mail coi nó cần cái gì mình đặt mua trước mới được. Toàn này anh em ơi, nó có bắt mình làm trong bao ngày không? Mới chuyển bữa nay thì thôi. Ổ đĩa hả? Ổ đĩa ở đây. Ổ 500 GB hả? 50 đô một củ, tính ra cũng rẻ chứ. Này có SSD hả? Xịn sò. Đây. Thêm nhiều vỏ, toán. Gàn này thôi. Một món cũng 30 đô mà hai món cũng 30 đô. Thôi để mai đi. Còn 5 đô à anh em ơi. Quay lại mail rồi. Ấy nhận được tiền nè. Nó. À, nó cho mình mở thì mới được một con năm công ty vô tắt. Con máy này cũng gỗ à. Bên đường G4520H170, con này chắc cũng khoảng 12 13 năm trước rồi đó. Cài BKAV à, đương nhiên anh em trình gì cái quýt bất hủ mà nổ kiểu đó gì quýt nào sống nổi. Ép gì đây, à lại tiền gì cái quýt này tiếp. Ngày một này cũ rồi, 2018 mà thời này chưa có bảo giá càng loại này mà giá còn rẻ không. Này không chơi đâu, giá quá đắt. Cảm ơn á. Rồi ok, cảm ơn đi. Đây, nói chung là nào không bỏ nhiệm vụ được ta. Nó bắt mình phải mua mà tiền đâu mua, còn có 100 đô hả? Cho nợ được không? Bớt đây.
Thôi, cái này để từ từ đi. Sáng mai hả? Chờ ông em nói lừa đấy, lại nói lừa đấy nữa, nãy giờ nghe hai ba lần rồi đó. Lừa thì chơi luôn. Sợ là mình không có chơi ngu ở ngoài đời được, thì mình chơi ngu trong game để học hỏi kinh nghiệm. Rồi. Được mua rồi đúng không? Mai nó mới vào lận. Ừ, tắt máy đi. Mấy giờ không có đồng hồ này ta. Làm việc quên giờ giấc mà nửa năm. Đây, mình làm. Đây, vận chuyển tới nè. HDD đây. À, cái này là cái kẹt 970, tiền đâu mà. Thôi từ từ đi. Bây giờ có cái đó rồi. Trong tủ không? Ủa, sale à. Lắp cái HDD này có đấy. Bình thường thôi anh em, mình cắm dây SATA như nguồn cho nó được. Đây cáp vô. Anh em là cẩn thận thì cứ tháo hết cáp ra nha, trước khi lắp nó mới. Tại vì cái phần cáp này nó vướng víu lắm là thứ nhất. Cái thứ hai anh em lắp nguồn thì nên tháo ra. Động đến dây nguồn nên tháo ra. Rồi mình tháo cái dắt này ra nè. Đó, cây bình thường của người ta là bốn ốc có bốn cái này. Kính cường lực đàng hoàng nha. Trong game này có trượt tay không? Đây là cái cáp SATA của mình nè. Đây HDD nè. HDD nó sẽ để ở đây sau cái phần nguồn này. Tháo HDD chứ không phải tháo dây thông á. Rồi, nhét con cứng vô. Tháo nữa đi, nhét chưa được đâu. Ừ. Đúng là nhét chưa được thiệt. Theo logic tôi đúng là phải tháo nữa. Khổ quá, IT ơi. Rồi, được chưa? Nữa để gì hả? Nữa để gì? Tháo tiếp hả? Không vậy nè. À, để ra khai ra, để lên khai. Làm đúng bài bản quá rồi. Để vô hả? Giờ làm sao để vô anh em? Đây, đóng đây. À, zoom ra, zoom vô được nè. Rồi đi cáp cho nó. Cáp đây phải không? Rồi ok, mở máy thử nha. Ngon cơm. Không có thiết bị boss đúng. Rồi nhấn F2 để vào boss. Anh em nào cài win hay ổ cứng mới cũng vậy nữa không? Mấy cái chuẩn đời cũ của mình á. Nhạc cũng hay phết chứ. Nhớ F2 hoặc giữ nút đeo. Đây giữ nó vô thì kìa. Hệ thống nè. 1/4/1 G4520. CPU này cũng khá là mạnh. Thời xưa thôi. Game boost 2133 sao có khả năng được. Thường là 1.66 thôi chứ. Cũng khó nha, 1.3V FP, có ít MP luôn nè. Main này là hơi xịn hả? Đây, boss đây. Đúng vô đâu. Mình lắp ổ cứng rồi mà ta. À, phải lắp dây nguồn nữa. Hư cấu. Mình chưa có lắp dây nguồn này sao cái kia nhận được. Rồi làm lại anh em ơi. Nó nhận ổ 102 không nhận ổ 500G của mình. Rồi boss được win luôn nè. Không chỉnh gì hết. Ok giờ gấp lại.
tắt máy chứ nha. Nhạc hay phết đó anh em. Đấy, đấy. Ủa mình đang không không lộn rồi, lắp cái bên phải chứ mới đúng. Sao biết cái nào trái nào phải vậy, coi màu hả? Trộm cái ổ HDD còn lại của nó luôn anh ơi, anh em chơi ác vậy. Lắp ổ 500 mà trộm ổ 120 của người ta. Cái hình này ngóc lại chỗ này anh em có thể lắp được 3 fan hàng dọc mà thường mấy cái fan ở đây nó không hiệu quả đâu. Này ok rồi, chuyển cho đơn vị vận chuyển. Anh em nào gấp bắt máy không đem đây. Mở lên mèo nữa. Xong một cái rồi. Máy này có vẻ lâu á. Có mèo mới. Quá ngon. 400 đô anh em ơi. Mới có mấy ngày mà kiếm 10 củ trong tầm tay rồi. À nó mở cho mình là bộ tản hả? Cái này là tản nhiệt phải không? Phi nó là mạnh hả? À, thay thế bộ tản khí dụng bụi rồi ok, gần 6 củ chỉ để thay cái bộ tản, hơn 6 củ nhá. 51050 bỏ đi, này quan trọng 970 rồi. Rồi rồi 500 GB cao hơn rồi. Ok hết rồi. Này đang nhận chuyển đến. Bây giờ mình đặt cái bộ tản khí với cái con 970 đúng không ta? À 970 gamer luôn đó chứ. Shop đầu. Tản khí đây. Lắp nó tản nào anh em? Coi để có hình máy nó mới biết được, lắp bậy bạ là không được. Đây. Cũng máy dạng phèn thôi, 170. À tản này là tản stock luôn. Tốc luôn đi theo luôn, khá là cùi nha. Anh em nào mà có cái máy ở ngoài gấp thiệt á thì nên đầu tư con tản. Tản gì á? Thì quốc dân mấy con bình thường tới 400 mg mắc rồi đó. Đẹp đẹp chút thì có CG 1000, có fan LED rồi. Đây, đặt một con tản vậy. Một món giỏ hàng. Ngoài ra sao? Đây, cái nữa là kẹt màn hình nữa. Hồi nãy nhớ có cái bộ công cụ gì không ta? 3D Max. Mình chấm điểm rồi. Tool nữa. Bảng xếp hạng. Ôi rồi 600 đô luôn. Xem cái bảng xếp hạng gõ Google chứ không lẽ vô đây mua 600 đô. Anh Google nó cũng tính phí 600 đô nữa. Thôi rồi. Quill Vision Level 2 Auto Connect. À, 1000 đô thôi dẹp luôn. Tạm thời thì mua con 970 cho chị nó đi. Nhiều lỗi cái gì? Gamer XL giờ còn gà 9280 nữa nè. Qua đây coi lại cái xe an 970 gamer hoặc cao hơn. Đây lấy này đây, tiết kiệm được 15 đô nữa rồi, mai hàng tới nha. Gấp không anh em, cứ để 3 đến 5 ngày cũng được, không có đón lựa đấy nữa hả? Câu cửa miệng rồi. Rồi mai đi.
ba năm ngày khách nó hóng lắm, giờ dịch đang giãn cách nó chắc gì mai vào được. Đây tắt máy quên nữa. Rồi về nhà không gài không mở đèn xài được không, tiết kiệm điện nha. Rồi ok tiếp tục hàng về anh em ơi, Shopee Effect hay là Lazada Effect đây, có cạc rồi. Con này à, con thấy cái tảng hôm qua nè, mở máy lên đây cầm về trước. Phiền quá ta, mỗi lần sống cho tự động cắm rồi đấy, chắc mình phải làm thú thông công gì mà thay thế dây cạc áo dắt ra. Thay cạc thì cũng dễ lắm anh em, sau này mua cạc nó thôi thoải mái. Lắp cạc thì anh cần lưu ý gì không hả? À, lắp cạc thì anh em coi chủ yếu là CPU anh em có hợp với cạc nó không, yếu quá cũng không được mà mạnh quá không sao đâu. Cái thứ hai nữa là quan trọng nhất là nguồn với cổng cắm á, cấp nguồn đủ rồi được. Này nhìn phèn quá ta, sao tháo ra không được à, không có hình chặn nè. Ừ, chi tiết quá trời, ba con ốc đúng luôn, cần rút dây luôn không. Rồi ok lắp cạc mới vô cho nó, cạc hỏng còn có 8 đô. Giá mấy cái con cạc bây giờ em mới bán 580, giá gần 10 triệu thợ em ơi. Tính theo cái thời 2018 của con game này, con 570 của anh em chắc bán 1-2 triệu rồi cùng. Vậy mà giờ anh em bán được 8 triệu, một vốn 4 lãi rồi. Chưa kể anh em xài bét nhẹ nên nha. À, test thử rồi mở lên không nữa. Cạc mua gì có bảo hành không anh nữa. Cạc nào anh em mua cạc ngoài hay cạc trong game. Hay con 5 đấm công lại. Đây đâu. Ngon. Rồi. Ok hết. Giờ gấp lại dần máy. Ủa cái nãy mình tháo ra lắp vô làm sao ta? À, cái loại này nó xịn hơn, không tháo ra nữa mà nó kiểu như cái cửa mở cửa nữa. Giờ quen rồi, tay chân nhanh nhạy hơn anh em thấy không? Rồi. Chỗ này ngày sửa chục con máy cho anh em thoải mái luôn. Trời ơi nó bụi. Tháo ra trước đi, dọn vệ sinh như nãy vậy. Bây giờ cái vỏ cây này thấy nhiều quá tao. Con máy tôi ở đây tôi còn chưa có dọn mấy năm trời mà phải vô game dọn. Sống sạch vậy. Rồi, ok hết. Bây giờ là thay cái quạt cho nó. Cáp tháo quạt cài vô. Trời ơi, đồ hư không có giá đồng nữa. Rồi mình nâng cấp lại xịn nữa nó nha. Từ ra 1151 ngàn 2 nữa. Mấy cái số này cổ quá, lâu rồi cũng không nhớ nữa. Cấp vừa không? Cái gì đây? Quay hả? À, quay điều chỉnh 40 chân nó cho nó ngay rồi ok rồi. Rồi đi dây hả, khoan đi dây rồi ok cắp vô em z vẫn ngon. Rồi trong lúc đó cái dế gì đây, à dế nhắn tin. Làm việc với email không ta, đúng là thời đại giãn cách thiệt. 40 đô. Con gái của tôi có một PC và cần nhiều RAM hơn, cô ấy nói là cần 16 RAM.
Tôi hiện tại chỉ có 2 GB và 4 sợi đó. Như vậy thì mình nâng lên 16 GB nó là phải 4 hình 4 hoặc là 2 hình 8. Chứ cái tới hình hài này không có tận dụng được. Rồi để coi giá coi. Con gái chú làm gì mà cần nhiều RAM chứ gì? Từ 2 GB mà lên 16 GB. Cấu hình này 16 GB vẫn được. 750 ti nữa chứ. Thời đó gì cũng ổn rồi nha. Thôi cho chiều con gái chú luôn. Nó chạy chậm hả? Ngày càng chậm hơn nữa hả? Con gái chú cần vết cam không? Anh em nghĩ bẩn gì đó. Vậy thay cái bộ tản và dọn vệ sinh. Tản này của anh em là 25 đô visit. Rồi bây giờ mình gần 2 gram 8 là tản nè. Ủa cái này mình đang làm nãy giờ mà phải không? Ừ đúng rồi, ngày 3 nữa. Vì ngày mới là chứ cái này thôi gram thôi. Gram, gram đây. Phan. Con máy này không có lắp được DDG4 nha. Main này là không lắp được DDG4 đâu. Nên mua về cái khả năng cao là ế hàng á. Tạm thời để đó hả? Rồi bót máy win ok. Rồi lắp card lại. Cái đó để chút nó tính. Giờ mình làm thế nào ra cái này trước đi. Thay ra nó lỗ vốn mà. Lỗ mà chịu, lâu lâu chịu con gái nên chút cũng được. Mình chơi game mà anh em cứ tiền bạc chứ gì. Đây, nhận được tiền 400 đô rồi, không kẹo anh em ơi. Lên cấp rồi nè. Đó, là được coi 3 đầu 6 nè. Tải JRP cho khách luôn anh. Khách nữ anh em ơi, con VGA đó hồi nãy là có khách nữ hay gì đó. Đây nè. Cái nữ hoàng bích này không? Cái này chứ không dừng em bích này bia á. Cài vô là to đó. Đợi tôi chỉnh màn hình luôn nha. Ok. Bây giờ coi thế hệ thứ 6 nè, RAM được 266 nè, bộ kết nối tự động nè. Màn hình hơi sáng nên giảm chút ha, anh em chịu khó coi tối mà mờ chút. Sáng quá cũng hại mắt á. Rồi xong luôn nè. Dạo anh em mấy ngàn đô rồi, thôi đóng cửa nghỉ, không làm nữa. Được gửi 560 nữa. Con này bây giờ anh em bán là tiền không đó. Đây kiếm lại rồi. Giờ nó xài cái main là H170 nè. H170 chứ với lắp được DG3 thôi không đó. Con này cũ quá rồi. Này RAM DDR4 nè. Trong này toàn RAM DDR4 hơn em ơi. Làm gì có con nào DD3 đâu. Nhưng mà mình mua thử không? Mua đi sau này lắp vô máy khác cũng được, không có lỗ. Thì cũng đã. Ôi giờ mình giàu rồi lăn tăn lắm gì. Lắp hình này thì chi phí nó tốt hơn nè. Bốn ghi 35 đô. Cái dạng hiện tại của khách đang xài là cái dạng gì đó 2G 2133 vì mình mua cái loại đó luôn đi 2G 2133 nữa đây 4G 2133 4 cái hả
170 đô, khách trả mình 180 đô, 10 đô phí vận chuyển cho nó lỗ rồi anh em ơi. Lỗ 20 đô luôn á. À đâu 170, 180, 10 đô cũng được. Rồi ok. Xong. Xong. Xong luôn. Bộ tay nhiệt cũng xong luôn. Cái này đang vận chuyển lên cấp. Nó 10 rồi, tắt máy về ngủ tiếp anh em ơi. Mình cấp 2 rồi. Nhưng ship chạy nhanh thì nãy giờ chạy đó. Đừng có qua trâu. Có ai trong Discord không á? Không anh em. Kênh Discord để chân thôi. Đây 40g 16g. Rồi ok. Con gái chú chơi sàn quá. Mở máy lên. Đây tháo ra. Tí nữa phải cài win cho nó, có mua bản quyền không? Hỏi khó nhỏ gì mới chơi sao biết được. Gam hả? Trời, sao lại táo hại hành này nó. Chi tiết quá ha. Rồi, lắp gam mình vô. Anh em lắp hai khe gam á thì nên lắp ở 1.3 hoặc là 2.4 nha. Không có lắp 1.2 cái bên gì. Nó thường là A1 B1, A2 B2. Cái này lắp 4 thanh luôn thoải mái. Nhưng mà một vài comment nó sẽ cán 4 thanh lắm. Phải lắp vô là tự động đóng luôn hả? À lắp vô tự động đóng. Rồi bây giờ kiểm tra máy khởi động được không? Tự tin đóng cái cây luôn nè. Nghĩ sao mà không khởi động được. Trình cả em chơi con game này một tay cũng được. Thì nãy giờ tôi cũng chơi một tay nữa. Rồi mở máy lên. Ok vô pin cái. Đó. Rồi xong. Đơn giản. 10 đô. Làm gì mới đúng nè. Chứ nãy giờ làm lạc vặt kiếm cả 100 đô. Hoàn thành. Ngày hoàn thành là ngày mai chuyển lợi vậy. Nói chung chỉ dọn vệ sinh thôi, 120 đô, chơi luôn. Nhanh lên gì. Yeah. Rồi dọn di gút đó. Cháu làm gì gắt như vậy? À cháu này coi di AV nó bị dính không? Rồi ghép cháu. Ok. Này là gì? Tôi hy vọng bạn có thể giúp. Thay thế men. Mà sao mấy anh khách này gỗ không? Biết hư cái gì luôn á. Mở máy không lên là biết hư luôn cái men luôn. Bắt mình thay cái men mới. Cài lát hả? Rồi, thay cái men H70 MTS. Rồi ok, đặt cái mua cái men em đó. Rồi xong nhiệm vụ. Đây. Rồi. Men. 170 em test. Khoan khoan, còn mua gì nữa không? Mua bộ gáp đi, gáp cho nhanh. Ghen đô anh em ơi.
Nói chung là ma nhàn lắm, thay cái đó xong rồi chị quốc chờ không à. Đây đây đây, 23 đô á. Game này là T4 card 2666 đó, 4 GB. Mình chỉ cần cùng boost thôi, lắp cũng được nữa. Rồi chơi luôn. Sẵn tiện đặt thì mai đặt luôn. Đấy. Ok. Hai đơn giá vận chuyển cũng vậy. Rồi ngày mai tới. Rồi nay xong việc ha. Tắt máy. Về nhà. Bọn tay làm gấp máy kiểu này kiếm tiền nhiều quá. Này game thôi anh em ơi, game giá lập à. Ở ngoài mà làm vài bữa được được 1.000 đô nhiều quá ngon rồi. Với cả linh kiện mà máy tính bên nó là cũng rẻ lắm. Không có báo đắt đâu. Đây, cái này nó bắt làm trong ngày hôm nay, ưu tiên cho nó trước đi. Tháo dách ra, dọn vệ sinh, nhờ gì chi good. À không, chỉ cần dọn vệ sinh thôi. Lúc đó mình cắm cáp mình test luôn đi. Game này có cháy nổ chập mạch gì không mà chưa biết anh em ơi. Nếu tôi là thằng dev game này tôi sẽ cho nó có đó, để cứu hành mấy thằng chơi game chơi. Tự nhiên đang làm cái nhiệm vụ gáp cái máy mấy ngàn đô thì nó bụp cả cháy nền ốm luôn. Con cây này đẹp đó, nhìn thôn mang rộng rãi. Đoạn gì chưa xong nữa à, chỗ này đúng không? Rồi ok, bớt được. Rồi xong. Gấp máy rồi. Thanh niên này chơi hình là đấu à. Cái này gì đây? Nên bấm vô không? Không có quyền duy cập. Không có quyền duy cập luôn. Tôi thấy cái máy này ghê ghê à. Divinia, Divinia shop kìa. Để đây đi, nó phải đỡ lưng lộn. Cái này nâng cao gì vút, vút đi. Băm này ăn cáp. Mua bộ nói dây đi, 1.000 đô lắm kiểu vậy. Tiền bạc đâu anh em. Mình mới khởi nghiệp có vài ngày mà anh em bắt đầu lười rồi. Cắm mỗi 4 cụm cáp không. Phan làm gì? Ơ, tháo cách với anh chị ta. Mình mở máy lên cài gì ghi quốc được rồi. Đây con USB thần thánh của chúng ta đây. Lắp lại. Không có trộm đồ luôn nha. Lỡ tay tháo ra thôi. Anh em đi đem máy ra tiệm mà người ta quét chi quốc tự nhiên đòi tháo máy anh em nguy hiểm lắm. Đường đẹp á không, này mình đi đường thẳng xuống là nhanh lắm. Chết mèo đi anh hả? Rồi chết chết. Gì không đô vậy, làm từ thiện hả? Tôi nghĩ bạn có thể làm dịch vụ này miễn phí, chạy 3D Max. 3D Max mình có phần mềm đó chưa? Có rồi, miễn phí thì cút đi anh, ngắt ngỏng đi. Bác sĩ người nói 76 bmail, bác sĩ năm 76 rồi, mới 18 này cũng là 42 tuổi rồi. Thôi giúp người ta đi, tám gram hả? Ngày năm bà cái này nãy mình nhận rồi, lên cấp. Không thể mở máy, tài thế mềm. Rồi ơi, cái này hôm qua mình quên nhận hả? Không có nhận đéo đâu, vãi tiệt. Không ai nhắc. Rồi, cái này xong rồi. Ok.
Chạy rồi, nó chạy 400 mấy file đúng không? 300 mấy. Rồi ok hết chưa? Xong luôn. Đây, à job. Phần tập cho mình nè. Này này ngon lắm. Còn 66 với T mới ra là bán bao phần luôn á này. Lần 8 gì ủa đây mà khoan khoan mình mua gam rồi đúng không ta, anh em nằm gối quá động được. Ừ có gam đây anh thử lắp vô 1 2 như hồi nãy rồi. Ừ, ok anh em luôn lắp thử gì cổng 1 2 coi nó bót như không. Xuống tôi chơi ngu là hay à, mà biết chơi ngu rồi tôi vẫn chơi mà. Đây đây đang lên 8 GB anh em muốn lắp vô cái bên đúng không, ok anh em luôn. Ủa tôi chọn lắp không được. Internet sạch là cái gì? Hai sáu sáu sáu. Rồi ơi, mua sai rồi anh em ơi. Rồi cái này để mai đi, đồng chí ơi, bot 666, lãi sơ xích quá. Tôi nhớ 24 mà. Hai sáu 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 chứ 2004 đâu, ông bị mù à, em gác lỏng nhau quá, đặt lại thôi. Ủa sao 75 đô, tính luôn phí vận chuyển nữa. Con này cần cấp không anh? Không cần gấp thì chờ vài ngày nữa, thông cảm giùm em. Đấy ông quên luôn ra, quên luôn men người ta thì mang gì nữa, sơ sức chút xíu thôi. Đặt mua kìa kẻ quên. Ừ, em ta cho 3 5 ngày luôn anh em, còn có 20 đô mình lỡ trễ ngày rồi lắp máy đi ngủ để gì luôn được không hay là phải lắp rồi. Đúng rồi. Thôi tới ngày trả nợ anh em ơi. Đây 666 của anh em đây. Không bót tiền gam được thì có gì sao đâu. Em ơi đi. Đắp thử cổng 1 2 cho anh em nãy. Suối tôi chơi ngu không? Mở lên cháy máy đó, mở thì mở sợ cái gì, nhưng mà một hồi phải lắp lại cho khách nha, cái này test với anh em được chứ đạo đức nghề nghiệp là không thấy đâu. Sao dép tốt mấy thằng này dọn thế, đương nhiên là đi sửa là phải dọn chứ anh em, để dị dâu luôn được không. Thôi chắc ăn đi, mình làm mà chơi là phải có kỹ năng chứ, cái này gọi là đạo đức nghề nghiệp. Thường người ta không lắp 1 3 nó đâu mà người ta lắp 2 4. Đây tại sao người ta lắp 2 4 là tại vì nó xa cái fan này ra nè. Đây mình đóng 1 3 lại cho nó luôn, tối quá không thấy gì vậy. Đây gom vô được cho anh em nè, được chưa, đây lắp gom vô. Ok hả, dư cây 4 gì đó cho em đi,
Ok anh em, muốn qua đây cho. Kẹt nó xịn sò ha. Rồi ok, lắp lại, bàn giao cho khách. Lại trộm linh kiện đó. Anh em mày đầu óc. Bây giờ mà trộm linh kiện máy tính là khó lắm đó. Đâu phải như hồi xưa nữa đâu. Nè cái máy làm miễn phí mà phải không? Vô thử luôn, mở máy lên. Làm miễn phí thì thả virus cho nó anh ơi. Anh em thì cái này là lắp UP vô trước. Lắp ráp vô. Chừng nào mới lắp được GTX 3090? Sao biết được? Cái con game này 2018 vậy lúc đó chắc hình như chưa có 3080 đâu không, 3090 rồi đâu. Dọn vệ sinh vào ngày mai ok luôn, nên giản. Ê Phan, nó có thứ bảy chủ nhật gì không? À không. Xin phong kinh hả? À cái này là cái nguồn hả? Ờ à, đúng rồi. Mình thu được cái nguồn cũ nữa không? Sao mấy khách này nó gành quá hả? Hay là cái này bên bảo hành nó gửi qua cho mình á. Timen nâng 8 GB xong rồi nè. Chị ba đi mắt. Rồi. Wow, bác sĩ thiệt kìa. Đó là nãy tôi nói anh em có sai đâu đúng không? Đây, mình làm gì qua này? À, ba đi mắt. Cài mỗi phần mềm thì lên mạng tẩy gắt, ai đi gửi nguyên cái cây bao giờ cũng đúng. Nhưng mà khách người ta thích gửi thì gửi thôi, người ta tin tưởng mình. Con men nào cũng bót đi hết nhau chung một hệ điều hành. Từ nãy giờ thấy con Omega hết tiền. Đù, làm cái giao diện này giống thiệt á. Rồi xanh màn. Để sống gì xét. Cứ bước. Phải chắc vào phần cứng phần mềm được cài đặt. Sau khi cài đặt, nâng cấp nó lên. Nhưng kìa mình gỡ phần cứng phần mềm ra. Thêm mắt panel hả? À. Mắt pattern. Mắt bắt tờ là gì anh em? Nó là gì? Tắt máy đó. Là cho keo tán nhiệt đó. Nãy mình có sẵn bình keo không? À đây. Tác dụng như tán khí, Colomaster. Rồi ok. Áo dày, áo phàn gà, cho keo. Chà keo có một chấm gì là không chính xác nha. Thường mình đánh dưới ít dài ra. Hoặc là khoanh một cái vòng tròn khá to to chút, chứ một chấm gì không đủ đâu. Lắp lại cho đáng chính. Lắp tảng hư cho nó ha. Không lắp tảng hư nó đập đầu không luôn. Rồi lại xây. Cạp. Rồi ok, mở máy chạy 3D Max. USB còn sáng đèn. Con này là làm cái gì đây ta? À thay men. Quên cái men rồi. Rồi chạy. Ổn chưa anh bác sĩ ơi? 3D Max là cái gì vậy anh? 3D Max nói chung là ở phần mềm chết máy thôi. Hiệu năng nó nhiều lắm.
giống như trên điện thoại anh gọi vậy, anh em có anh tu tu rồi đó, bên đây cũng gì luôn, chạy gì được chưa, phải đợi chạy xong mà đợi biết đến khi nào cứ đợi thôi, sắp lên level 3 mình sẽ vui được một cái nữa. Này dọn vệ sinh ngày mai nào. 48 đô tiền điện. Rồi ok. Rồi. Giờ có nghịch đô rồi, nhiêu đó sống thiếu gì nhau. Chỉ tới chừng nào lớn anh em? Bây giờ về ngủ được không? Mấy giờ rồi trời? Bây giờ như em về ngủ với anh ơi. Còn cái men chưa có thay nữa. Ngày mai còn thay cái máy nữa. À đặt mua con nguồn. Dọn vệ sinh rồi ngày mai nè. Cái này hôm nay rồi. Hai con men này của khách 3 ngày. Nguồn nguồn 600 vật hơn. 80 đô. Rồi mai chuyển luôn. Chờ 3 đến 5 ngày đi. Ngày mai nghỉ. Ngày mai nghỉ hả? Bữa nay ngày mấy sao biết được? Quên mất rồi. Coi trong mail. À coi trong mail nó có ngày chính là mail mới nhất tôi chứ đâu biết bữa nay ngày mấy. Đi vòng vòng xung quanh xem. Cái nhiệm vụ 3D Max phải làm cái bàn thứ hai cho khỏi chờ. À mình mới level 2 à. Đi xong nè anh em. Ông vũ đôi thấy không? Rồi xong rồi, lắp cát rồi. Đúng rồi, không thể tin được. Rồi ok, tiếp còn này. Ông tắt máy. Ông rút máy ra mà không tắt à. Game mà anh em. Nhận tiền anh em ơi, đây. Này là 3D mắt với cái nguồn không đồng rồi rồi Amen. Ông làm nhiệm vụ không đồng để sau này nó lên cấp thì không đó, tôi nghĩ lên cấp này đâu phải là theo mấy cái mình làm mà theo số tiền mình quá à, không theo số tiền thì mình mua nó lên sẽ mất rồi sao. Cũng đúng. Thayman là hơi bị cực đó nha. Đúng rồi, Thayman là phải tháo nhiều lắm. Tháo lộn rồi anh em ơi. Tối khui thui không thấy gì cả. Thayman là cái phức tạp nhất trong gần hết dàn máy luôn đó. Tí nữa thay nguồn cũng vậy. À đâu thay nguồn mình đừng đâu có gần tháo mấy cái này nhiều đâu. Men này men ATX nè, chứng ATX mới bắt được 6 ngóc rồi. Về tới dưới luôn. Rồi, ok. Lắp men mới vô phải không?
Ủa thay chưa vậy? Chưa mà. Men nó không có hư đâu, trộm của nó luôn. Làm người ai làm thế? Sao vậy? Sao mình cứ tháo ra là nó đi vô vậy? Ông tháo vậy, tháo hết ốc hả? Thì đang tháo nè. Rồi, nó có đồ hư nè. 3 đô bán luôn. Thay men đâu cần phải ốc chân nữa đâu. Nhưng mà mình thay nguyên cái men mới người ta thì mình thay ống mới luôn chứ. Trong cái men nó có đầy đủ ốc mà anh em. Không thể thay gì được. Nhìn ông chơi tôi đéo hiểu cái gì cả. Cũng khó. Con game này thì cũng kén người chơi. Giờ bắt đầu gấp vô. Rồi nhớ lại coi nãy mình tháo cái gì. Đi dây trước hả? À đi dây trước. Ê, sao bấm vô không được? Ngồi phai làm gì đó. Mở máy thử đi, từ từ đang mở nè. Không thấy triệu chứng gì hết em ơi. À, chưa gắn tản nhiệt. Đây nãy giờ mình tháo ra những gì. Đẩy xuống. Rồi lắp fan vô. Lắp tải ngồi kìa hả? Đúng mà anh em. Thường cái fan nó nằm bên phải gì rồi đúng không? Vãi trời cháy máy rồi gì. Hồi nãy hình như có anh em bảo cháy máy á. Này nãy tháo lộn thôi. Nãy giờ thấy toàn về gà lỏm. Mình cũng mới khởi nghiệp mà anh em làm tỉnh lẻ mà sao có máy xịn liền được. Chưa gắn gam hả? À. Không, lắp bên 24 mới đúng cho khách. Làm gì phải có tâm nha. Tâm này tâm thái chứ không phải là tâm thần tâm trạng không. Trong lúc đó mình tranh thủ lắp cái dách nữa luôn đó, nghe tiếng Windows boot lên cái là xong rồi đó. Tiếng boot này nó khác tiếng boot kia ha. Còn một món chưa lắp kìa, món gì nữa anh em? Đó mình lắp vô mà còn suốt ngược tôi không.
Rồi xong xuôi hết rồi. Đúng nha anh em. Nhìn ông lắp vào máy mà tôi thấy mệt. Tôi lắp tôi mới mệt chứ anh em là bị mệt. Thì khách hàng bây giờ có thể đánh giá mình là tốt xấu như sau này hả? Năm sau làm việc tốt, xì khách hàng nói về bạn nhiều hơn, vui vẻ đó anh em. Chơi cày chỏm không, lên cấp luôn nè. Mà bắt buộc mình phải lên cấp để mua linh kiện hả? Chơi gì kỳ quá vậy, shop nào bán đồ cái đó. Chị tới chị không nghe đó, từ từ đang vận chuyển này, dọn vệ sinh là đơn giản rồi. Chị con nguồn nãy mình đặt rồi phải không, cho kêu tản nhiệt mới làm thông là cái gì. Rồi lắp man xong ok, còn gì đó không anh em? Level 3 lắp bàn đi hả? À 1.500 đô. Khoan, lắp không? Lắp cái là còn có 100 đô đó, mai giờ đồ về. Để coi mai mình kiếm được nhiêu tiền. Mai có thể kiếm được 200 nữa. Chưa cần thì đừng lắp vội á, tại lúc nào lắp cũng được. Có lý. Thôi, về ngủ thôi. Trả tiền quá đơn rồi. Rồi, ủa đơn hàng mình sao nó chưa vận chuyển lại? Nãy mình có đặt mua con nguồn mà ta. Ông có đặt đéo đâu, chưa thanh toán mà. Thiệt không đó? Chết mèo rồi, có đặt rồi nhưng mà chưa giao. Có đặt đéo rồi anh em, đùa tôi à. Nhiều đó cũng quên nữa. Ông quên gì ai dám đưa máy ông sửa. Nói chung là cái mèo này như nãy giờ, trời ơi khách nhiều quá vậy. Giờ chưa có nguồn cái này để mai anh ơi, em quên rồi. Dọn vệ sinh cái. Ông dọn không kỹ là nó không trả tiền, còn bị đánh giá một sao nữa. Chứ dọn không kỹ ở đâu có hiện nữa đó em. Bình xịt vạn năng à mà sạch bóng như vậy. Đúng rồi, bình này xịn thiệt anh em ơi. Số 3 gắn cáp. Giờ tôi cũng bắt đầu thấy lười gắn cáp rồi đó. Rồi cũng tranh thủ lúc này qua chiếc mail. Nâng cấp lên 16 GB. Giờ ngày 1 tháng 12 á, ngày mai á. Cần gấp gì đâu. Thôi chết, nãy đặt hàng ngu quá rồi. Quỷ đơn. Không được rồi anh em ơi, nó lẽ hồi nãy phải đặt trước rồi. Lỡ rồi. Tốn 30 đô. Ship đéo gì mà hơn gần 1 triệu hả? Đâu 30 đô, khoảng 700 mấy, 800 thôi. Data 8G 2133. Rồi ok. Data 8G 2133. Mua nó 2K4 thôi cho tiết kiệm. Có lý à. Đâu 35 đô sắp luôn. Thôi, không có nghe anh em xuống dạy nữa đâu. Rồi, con này thì xong rồi. Lắp lại thôi.
Ngày làm gì? À cái nguồn chưa có. Mới đặt à? Chưa thanh toán kìa. Thì chưa. Mới rút kinh nghiệm xong à. Trời ơi, nó chơi game nào? Phát bên 1, bên 2, bên 3, bên 4. Phát booster, chăng ma đúng không đó? Nâng ổ 1.5 TB. Nó cái sẵn ổ 500 GB mình lắp thêm 1 TB được không ta? Nếu vậy thì sao? AES Store cứng. Lắp nó ở nào anh em? Trên nhà có 10 độ. Giá này là sai nhá. Ok. Nâng 16 GB. Này nãy mình coi rồi đúng không? Rồi đúng này. Ok luôn. Bắt đầu mệt rồi đấy. Mình cũng mệt thiệt. Tôi muốn chơi game giả lập. Nhưng máy tôi thì càng màn hình nó rất là yếu nên sẽ bị góp nữa. Nói chung là góp FPS rồi. Nói chơi game giả lập như ông vậy đó hả? Ừ. Phần mềm gọi là Kanai Wilgot. Nó bắt mình mua phần mềm về chạy nó phải không? Ừ. Trước sau cũng phải đầu tư thôi. Đến giờ cũng được. Chơi luôn. Phần mềm mà cũng dẫn chỉ đùa nhau à, mua hết ba cái phần mềm luôn đi, trước sau gì cũng xài không nhiều phần mềm đó anh em ơi, mình mua hết mà không có tiền đâu. Cái này là cái gì, công ty review hả? Rồi tôi còn nét nè, thôi tạm thời với quay lại mèo ơi. Ừ, cảm ơn, thư cảm ơn, có đánh giá không? Cái rating từng ngày nãy rồi để xem đánh giá dựa vào đó để khắc phục. Cái nào? Này hả? Bấm mua mà nó không thấy hiệu ứng đâu. Có tiền anh em ơi. Ok cảm ơn. Chưa có. Là cái này có phần mềm rồi hết việc đúng không, 4 ngày nữa phải xong. Nghĩ gam, ủa là phan hình như cái này gam khác mà, à đây gam khác nè, lên được rồi, 9 3 mấy 10 nè anh em ơi. Game này game gì? Nâng lên 16 GB. Game hiện tại là 2400. Giống con mình mua nhầm á gì? Dòng tê phọt màu đen nhưng mà nó lại đỏ. Đen đỏ. 8 GB 2400. Những giờ là túi đồ rồi. Con này hồi nãy ông mua rồi thiệt mà. Tự đúng, ở đâu 4 GB rồi. Nữa rồi, mém nó bên em vụ rồi. Nếu giờ mình mua thêm cái 4 GB nữa là 8 GB ha. Ừ,
kiểu đó là mất 2 sao là đóng cửa tiệm luôn. Ừ, mình có 1,5 sao à. Đây 8 GB đây. Hàng máy 24 phải không? Battlefield kìa. Ừ, hôm nay 2 giờ nó test Battlefield gì đó. Mình coi, chịu anh em tí nữa. Từ từ tôi đăng lên thì đăng lên Facebook sau. Rồi ok hết chưa, tắt máy ngủ nha. Mai quay lại tính. Chưa thanh toán kìa anh. Không, quên thanh toán cái là ngày mai cập đất luôn. Rồi ok 700 đô á. Thì nào mới tới quá đơn nữa ta. 55 500 đô. Thôi giờ mình giàu rồi. Mai ông Dương tính thì xong luôn cái shop. Ừ, shop này có mình tôi à. Mà sao Dương tính được anh em. Đi ngủ xong rồi quay lại làm việc. Vẫn là ngay cái cửa này mà. Hạn chế nô nhiều quá. Khoan, có còn gì làm gấp bữa nay không? Đây. Không chỗ để rồi. Anh này hay men hay nguồn gì không dài, tội nghiệp quá. Cái này khách bước. Thay nguồn 600 vô. Ok. Lại là cái cây này nữa à. Cái này mẫu truyền thống thôi. Nãy giờ cái mẫu này xuất hiện hơi bị nhiều nha. Trời, nguồn này 8 ngóc luôn. Ủa, nguồn này nó chưa có hư mà anh em. Mà ai lại nâng con 200 lên 600 này sang cái gì? Cháy máy này, cháy là cái chắc anh em nói gì thiệt. Đó ngon lành thấy không, cháy đồ mà cháy. Hình như còn cái khung, đúng rồi còn cái khung này nữa. Gắn khung trước gắn nguồn sau hả? Thôi chết tía rồi. Anh em nói mấy đứa nhớ. Kệ, tôi bị lâu đó. Nãy lắp vô ngọt nên em mới nói. Nhiều việc quá rồi anh em ơi. Này tạm thời hồi nó tính đi. Ngày 11 á, ngày 12 mình nghỉ à. Bữa đâu? 11 này lương này hôm qua mà. Không lẽ hôm qua mình chưa coi mail.
Vậy là lâu quá. Tranh thủ lúc này thì dọn máy tính. Thúc vào ngày 15, ok luôn, đơn giản. Mình làm cho nó thì lỗ 40 đô đó. Nè, chưa kể phí vận chuyển nữa. Trong vòng 12 ngày vẫn. Khoan, khả năng cái nhiệm vụ này nó cho mình tháo con hàng khác lắp hàng đã sử dụng cho hàng này được không ta? 12 ngày cứ thoải mái đi, cuối cùng. Anh em nhớ nha. Giá về gà vừa tăng từng ngày 12 ngày nữa kiểu gì, cái đó nâng giảm hả? 3 ngày nữa dọn dưới hết hả? Đơn giản, nâng cấp cạc màn hình, làm cái cú này hơi bị lỗ à, nhưng mà hay sao đó. Ghép 250 à? Đang sàn cài gì 1050 ti mà còn muốn nâng nữa hả? Đây phải 250 con càng gì làm mà lỗ tiền lấy tiếng, ông xài lỗ tí nữa là không đóng được quá đơn à. Bày giá đây thì gầm 4, 1.000, 5.800. Con này cũng mạnh hơn, chưa chắc nhiều đâu. Lỗ lắm anh em ơi. Chín sáu mươi mạnh hơn 1050 ti. Ông làm nhiệm vụ đó thì thu được con cạc cũ của nó. Được đó hả? Tập 3.700. Ông phải mua cái chết cạc mà bản xếp hạng cạc màn hình, mua cái phần mềm á hả? Hồi này có giới hạn thời gian gì không? Ừ, nãy mình có mua cái phần mềm đánh giá mà ta. Đây, phần mềm này đó. Mua cái phần mềm lại tốn thêm tiền, lại lỗ nặng nữa. Phần mềm đó nhiêu tiền chứ gì? Đâu, nãy tôi mua rồi á. 600 đô. Rồi thôi thôi thôi. Cái này dựa vào giác quan là mua thôi em ơi. Chín tám mươi đập chết 1050 ti à, mắc lắm. Chín bảy mươi thì chắc ăn đủ không? Nhựa đen hả? Này nhiệm vụ sau bỏ cũng khó lắm. Giờ làm sao bây giờ? Ừ, chơi con này thử ha. Là 9 290. Là 970 anh em.
tí lên cấp mở VGA rồi mua cho chắc. Nhưng mà mình lên cấp thì mở được VGA thì giá nó cũng mắc. Cái đó không phải của VGA mà là sợi dây. Sợi dây hả? À đây là cấp này đúng không, là tích lách cấp cấp nhựa màu đen. Cũng cáp bán 100 đô. Nó đâu yêu cầu cấp nào đúng không? Chơi cấp xịn nữa. Thôi, đầu tư con cạc luôn ha. Khoan. T forgot đó đèn đỏ 8G 24, đèn đỏ 8G 24. Đây một món cái đấy nãy ông mua rồi thì con đó. À mua rồi thiệt nè. Nó vàng hình như là có nhiệm vụ. Đó, có nhiệm vụ hôm nay. Chạy xong rồi. Nhà lắp đầy nguồn nó đúng khổ anh em ơi. Rồi ơi anh em giữ tôi, có cần tháo cái này ra đâu, tháo con dây ra không mà được rồi. Đây nè thấy chưa, hóa ra cái nằm cái này nó nằm ngoài chứ không phải trong. Bắt chạy 3D mắt rồi. Đùa nhau à. Hồi nãy chạy rồi mà. Ông thay nguồn người phải chạy lại. Thì tất nhiên rồi. Bây giờ phải có thêm bàn nữa làm thấy ngon không? Việc nhiều quá anh em ơi. Năm 16 GB phải xong trong hôm nay nè. Cái này có thể để ngày mai cũng được. Này có phần mềm rồi. Reset máy hả? Ông xây bàn nữa là làm xong được mấy máy kia. Làm nữa thì cũng có một mình tôi chơi. Mà tới 1.000 đô nữa anh em ơi. Làm nữa là âm tiền thấy không. Ngày mai đi mình có tiền mình tính. Làm IT mà sao thấy cực khổ quá vậy. Này dạng mình gấp máy
IT thì nó cũng có nhiều loại nữa, thế làm phần mềm game đồ họa các kiểu. Tải phim test mạng thử hay anh, chút nữa tải anh em. Cấu hình con này nặng không? Con này game giả lập nên cũng không có nặng đâu. Thì xem máy ngoài là con này rồi, ok hết nè. Rồi, con này phải xong cho hôm nay nên đủ làm luôn cho khách. Con này nâng 8 GB vẫn là cái cây này nói thì như giờ modem luôn á. Gì đó. Rồi ok. Vậy mở mồm lên. Nhạc nghe hay á. Nhạc thì đúng là hay thiệt nhưng mà nãy giờ nó lặp đi lặp lại hoài à. Nghe cái cũng chán chứ. Coi thử cái review ha, 3 sao hả? À mình dọn vệ sinh cho nó muốn thay luôn mấy sợi cáp. Phải luôn bộ phận tản nhiệt. Mấy cái này tính cũ rồi mà. Em mới khởi nghiệp năm 2018 anh ơi. Cái này là sai quá sai rồi. Mới khởi nghiệp 2018 mà nó bắt mình đánh giá rồi đó. Rồi không ổn rồi. 1 sao rưỡi phải rồi. Anh em đánh giá tôi kiểu này thì sao mà kinh doanh được nữa. Tiền về nè anh em ơi. Đây, gà dành 3 4 con 1.300X nè. Gà 9 280 nè. 970 âm minh nè. Này muốn nâng cấp cạc nào phải không? Cho nó luôn, lấy 2 sao thôi. Hai sao đấy là độ khó của nhiệm vụ để làm chứ không phải là tăng thêm được 2 sao. À rồi sao đọc xong mới có hiểu rồi đó. Bây giờ này muốn nâng cho 105 công ty lên nè, với thay vài sợi cáp nè. Giờ coi có một chàng ngon cho nó không. Mà nâng cứ đây lỗ lắm anh em ơi. Giá giảm dần đi. Còn ngon nhất bây giờ vẫn là 980 nè. Sau này có những nhiệm vụ ông phải tự tìm. Chứ nó không có đưa ra gợi ý nữa. Là giống nhiệm vụ này sẽ lên đó hả? Chơi luôn con cạc đi. Sợ gì? Mua cáp luôn đi. Xài cáp lõm đánh giá thấp. Chịu anh em luôn. 400 đô hả? Mình có tiền, mình có tiền mình bị anh em dụ cũng được.
Forget 8G 2133. Dụng máy trong 3 ngày. Giờ mình phải xếp mấy cái nhiệm vụ theo thứ tự ngày để ưu tiên làm trước thôi. Dọn máy rồi, nâng càng màn hình. Này thì còn lâu lắm. Nâng càng này mới lấy xong rồi phải không? Đúng rồi. Là ổ cứng test tool rồi, tạm thời hôm nay gần đây đây ha, nhìn đau đầu quá, shop đặt hàng á, nhỏ hàng bán món thanh toán cái là đổi tiền luôn anh em ơi. Rồi, ok. Làm luôn đi, ngày mai áp lực công việc nữa. Rồi. Giờ đau đầu rồi. Xài được tai nghe chưa? Chưa gắp được cái bàn nữa. Khổ cực quá anh em ơi. Rồi tắt máy đi. Hẹn anh em vài bữa nữa hoặc là tuần nữa. Rồi, xếp game ha. Rồi. Auto tù hả? Auto level 3 900 mấy đô. Đây. Xóa cái ngủ đi. Rồi, tạm biệt anh em. Chương trình gấp máy hôm nay tạm dừng ở đây.